Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo con quay 110 bài 54 tôi đi nha. Quá lực nha, quá sướng nha. Đó, kéo bao giọt cho anh em liền, không chờ đợi nha. Giới thiệu với anh em quay 110 bài 54 full touring nha. Hôm nay em làm xong 3 con, một con full chờ 125 54 touring. Đồng bài nha, con quay 110 54 touring và con AB 110 54 touring luôn. Đây là ra ba con đồng bài nha. Đó, thì anh em muốn làm 54 touring thì cứ ghé bên đồ xem nha. Bên em thì chuyên 54 touring nha. Em mạnh bền ha. Đó, em sẽ liệt kê đồ để cho anh em tham khảo đồng bài 54 bên đồ xem nha. Con này em trẻ máy nè, thay dây lớn nè, phải mất rồi nha. Đó, phần cái dàn bộ nồi làm đi của nồi nồi Thái thay chuông nè, bố ba càng nè, cặp nhôm nồi, bốn bố ba sắt, bốn hồ sơ nồi full Thái. Đầu lòng 54 touring ha. Đó, đầu lòng mới chủ xe luôn. Lòng em lấy là trái nén đầu ca, lấy nén touring nha. Chảo là em làm chảo 4, chảo 54 ha. Đó, shop là shop 2428, xin cam dùm xin cam đi Thái nha. Đó, đi lại là canh xỉn là sang lửa ngọt ngào. Nhích nhẹ nha để cho anh em nhìn máy nha. Máy làm bao lực nhích lên là có nha. Bao lực cho anh em. Đó. Em mạnh bền ha, quá sướng nha. Nhích nhẹ là kéo ra liền ha. Rồi nha. Đó. Anh em muốn làm 54 touring dòng quay 110 thì ghé bên độ xe Việt Nam. Bên em thì chuyên 54 touring, bốc nhẹ xe bền. Rồi, chào anh em quay 110. Rồi, test nhẹ cho anh em tham khảo con quay 110 bài 54 tôi đi nè. Quá lực nha, quá sướng nha. Đó, kéo bao giọt cho anh em liền, không chờ đợi nha. Đó, có mình em làm là bao nạp cho anh em ha. Đó, full 54 touring, bài mạnh bền nha. Để cho anh trai đi phượt Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu ha. Đó, bao cho anh em là kéo thẳng tiếng nha. Không chờ đợi, không có nghỉ ngơi nha. Đó, bao kéo luôn. Đó, có mình em đi là bơm đất rồi, mạnh mẽ cho chủ xe. Đó, mát máy. Anh em muốn làm 54 bài mạnh bền thì ghé bên độ xem nha. Bên em thì bao cho anh em làm xong là kéo đường dài nha. Đó, một ngày là kéo liên tục tốn cây là bình thường ha. Không có nghỉ ngơi nha, đó, không cần nghỉ ha. Đó, máy là bao lực, bao mạnh luôn. Đó, quá sướng ha. Full 54, em mạnh bền. Và nhớt bơm nhớt rất mạnh ha. Em kéo thực tế để cho anh em cảm nhận bài 54 bên độ xem nha luôn. Đó, nhích nhẹ lên liền, không có chờ đợi nha. Đó, full máy 54. Đó, quá sướng luôn, nhẹ nhàng lướt gió trong đêm nha. Làm xong em sẽ test thử và viết hóa đơn phát này đủ cho anh em. Đó, anh em có nhu cầu thì ủng hộ bên độ xe Việt Nam. Đó, máy là quá lực ha, quá êm luôn. Tối nay em làm là ba con đồng bài ha. Đó, một con quay 110, một con full chờ và một con AB nha. Rồi, em chào anh em.